Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo và Rượu Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngay trung tâm của xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Vị trí em đang đứng đây là cách đường số 21, đây là khoảng tầm là chưa tới 100m nha anh chị, rất là gần ha. Thì đường đó là đường liên xã nha anh chị. Rẽ phải là đi về khu công nghiệp Sona Energy nè. Rẽ trái là đi ra quốc lộ 56 nha. Cách quốc lộ 56 nó khoảng tầm vài trăm mét thôi nha anh chị. Thì hôm nay là chủ cứ gửi cho em lô đất mặt tiền đường nhựa, hai ô tô nối nhau nha. Đường này khoảng tầm 6m. Ở đây thì điện nước đầy đủ, khu dân cư đông đúc, trường học, ủy ban, chợ, ngân hàng rất là gần. Đặc biệt là sát với lại đường liên huyện, liên tỉnh luôn, đường quốc lộ 56 luôn nha anh chị. Tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem. Thì lô đất của mình là chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi, số sẵn công chứng sang tên ngay nha. Đứng đây là nhìn thấy đường số 21 rồi nha anh chị. Đây. Sát với lại đường liên xã này luôn nè. Trường học ra về nè, có học sinh đi qua lại anh chị. Sát với đường đó luôn. Lô đất của mình đây nha anh chị. Đây, chủ đã đo ranh hết mốc hết rồi nè. Đây. Từ cái mí sơn đỏ này ha, qua đây là 10m. Đất của mình là cao ráo bằng phẳng xây dựng tự do nha. Qua 10m này. Sâu vào trong là 21m. Chủ đã lên 100m thổ cư. Đất của mình hiện tại là quay về hướng Tây. Giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi. Anh chị nào mà tài chính thấp đang tìm đất để làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Anh chị hoặc là anh chị nào mà đang làm ở khu công nghiệp tài chính hơn 1 tỷ xíu, inbox liền cho em lô đất này. Tại vì đất của mình là đã có thổ cư 100m thổ cư. Rất thích hợp cho anh chị về đây làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Ở đây nhà vườn cũng rất là nhiều nha anh chị. Gần khu công nghiệp, gần đồi cừu Suối Nghệ luôn ha. Đất của mình thì chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi. Sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha. Điện nước đầy đủ. Ở đây thì đất đỏ Ba Giang rồi anh chị, làm nhà vườn nghỉ dưỡng trồng cây ăn trái là quá tuyệt vời luôn ha. Ra đây mấy chục mét thôi là tới đường số 21 rồi nha anh chị. Thì đường số 21 anh chị rẽ phải về đây là đi về đường bàn cờ của xã Suối Nghệ ha. Đi khoảng tầm là 300m nữa là tới đường bàn cờ. Tới đường số 6 là đường đó là đường liên xã Suối Nghệ Nghĩa Thành nha anh chị. Cách khoảng tầm 300m thôi là tới đường đó rồi ha. Còn anh chị rẽ trái, hướng này lại đi ra quốc lộ 56 này. Đi ra trường học, đi ra ngân hàng. Đi ra ủy ban luôn ha. Vị trí của mình là đi biển Long Hải, nó mất khoảng tầm 20 phút đi xe. Còn di chuyển về trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng tầm là 8 km nha anh chị. Mình là gần thành phố Bà Rịa, giáp với Hòa Long ha. Ra đây khoảng tầm 300-400m là đường tới đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh nha anh chị. Kết nối giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai ha. Thì anh chị rẽ phải hướng này là đi về Hòa Long, thành phố Bà Rịa này. Cách khoảng tầm là 6 km thôi ha. Và cũng là hướng đi về biển Long Hải. Khoảng tầm 20 phút đi xe. Và đi thẳng một đường này là đi về trung tâm của thành phố Vũng Tàu là khoảng tầm là 25 km. Còn anh chị rẽ trái lên đây là lên ngay vùng xoáy Đức Mỹ này. Thì đi về thị trấn Ngày Giao ha. Đi về quốc lộ 1A, Ba Tân Phong nha. Đây. Mình là gần trường học Quang Trung nha anh chị. Rồi ngân hàng, trạm y tế, ủy ban, trường phổ thông Ngô Quyền. Đường này là đường quốc lộ 56 nha anh chị. Rồi lên đây một chút xíu là vòng xoay Đức Mỹ, chợ Đức Mỹ ha. Rồi ngân hàng Aribank, Vietcombank đây luôn ha. Ở vị trí ngay trung tâm của xã Suối Nghệ mà giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi nha anh chị. Bây giờ em mời anh chị xem sổ, xem quy hoạch, xem vị trí ở đây ha. Và đây là sổ của mình nha anh chị. Mình là sổ mới công chứng sang tên ngay nha. Thửa đất số là 1329 tờ bản đồ 45, địa chỉ là tổng diện tích là 213m2. Mục đích sử dụng là 100m thổ cư, còn là cây lung lanh, thời hạn đất ở lâu dài. Đất của mình là quay về hướng Tây ha, ngang 10 sâu 21m rưỡi. Em mời anh chị xem bản quy hoạch ha. Của mình là phủ hồng toàn bộ nha anh chị, ngang 10 sâu 21m3. Tổng diện tích là 213,2, đất ở nông thôn toàn bộ ha.
Rồi em mời anh chị xem vị trí ở đây. Và đây là vị trí của mình nha anh chị, vị trí chấm đỏ ra đây mấy chục mét thôi là tới đường số 21 ha. Rẽ phải ra đây là quốc lộ 56 này, trường học Ngô Quyền ha. Còn anh chị rẽ trái là đi về đường bàn cờ của xã Suối Nghệ nha anh chị. Đây đường bàn cờ, đây là trường học, ủy ban, nhà thờ, chợ nha anh chị. Khu dân cư là kính luôn nha. Đấy, còn ra đây là đường Phước Tân Hội Bà nha. Đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh. Anh chị rẽ trái đường Phước Tân là đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ phải thì đi về Hồ Tràm ha. Còn di chuyển về biển Phước Hải nó mất khoảng tầm là 25 phút đi xe đây anh chị. Phước Hải, Long Hải ha. Còn di chuyển về thành phố Vũng Tàu nó mất khoảng tầm là 35 phút. Đấy. Rồi anh chị nào mà quan tâm sản phẩm trung tâm của xã Suối Nghệ, đường bằng cờ, inbox liền cho em nha. Suối Nghệ, Châu Đức và Vũng Tàu. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.